Ngày 28 tháng 9, ông Nguyễn Hải Linh, trưởng phòng văn hóa thông tin và du lịch huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngư dân địa phương báo về những ngày gần đây liên tiếp xuất hiện các đàn cá voi kiếm ăn trên vùng biển Cô Tô. Theo đó, mỗi con cá voi dài từ 5 tới 10 mét, nặng hàng tấn và săn mồi tại vùng biển Đầu Trâu, bãi đá Móng Rồng, cách đảo Cô Tô lớn chỉ khoảng 700 mét. Nhiều ngư dân đã quay lại hình ảnh cá voi xuất hiện. Cá voi thường xuất hiện khoảng 15 tới 20 phút buổi sáng, bơi rất gần thuyền đánh cá của ngư dân. Theo ông Linh, tháng 9 là thời điểm các loài cá sinh sản và tại vùng biển Cô Tô có nhiều đàn cá con nên đã thu hút cá voi tìm đến kiếm ăn. Những năm gần đây, với mục tiêu phát triển Cô Tô xanh nên huyện đảo này mạnh tay ngăn chặn xử lý việc đánh bắt hải sản kiểu tận diệt. Từ tháng 8 năm 2022, huyện đảo cũng đã tuyên truyền, khuyến khích du khách và người dân không sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần nhằm bảo vệ môi trường.